Với hơn 3 tỷ game thủ trên toàn cầu, lĩnh vực Web3 Gaming đang đứng trước một cơ hội cực kỳ lớn. Việc áp dụng những ưu điểm vượt trội của công nghệ blockchain sẽ là bước đột phá đối với ngành công nghiệp game trị giá hàng trăm tỷ USD này. Trong video dưới đây, hãy cùng Chơi Coin VN tìm hiểu về Gaimin, một dự án thuộc mảng GameFi, kết hợp giải pháp DePIN và AI vô cùng độc đáo. Ok, bắt đầu nhé! Gaimin là nền tảng cung cấp cơ sở hạ tầng Web3 Gaming, đồng thời tích hợp giải pháp Cloud Computing, phi tập trung với sự hỗ trợ của AI. Nền tảng Gaimin tạo ra một môi trường lý tưởng giúp các developer xây dựng, phát triển các dự án GameFi thông qua bộ công cụ gồm Gaimin Sandbox và Web3 Game Launcher. Điểm nổi bật nhất của dự án đến từ giải pháp Gaimin Cloud, một nền tảng DePIN tận dụng sức mạnh tính toán GPU của chính những người dùng trên nền tảng Gaimin. Nguồn tài nguyên GPU này được Gaimin Cloud cung cấp cho các ứng dụng AI, Machine Learning, Rendering và xác thực blockchain. Gaimin là dự án chiến thắng trong chương trình Incubate của CMC Labs diễn ra vào tháng 3 năm 2024. Qua đó, trực tiếp nhận được tư vấn về chiến lược và thị trường thông qua chương trình tăng tốc khởi nghiệp Web3 của CoinMarketCap. Tính đến nay, dự án đã huy động được tổng cộng hơn 25,9 triệu đô qua các vòng gọi vốn, trong đó có 10 triệu đô ở Venture Round, được lead bởi Infinity Ventures Crypto. Tiếp đến là 14,1 triệu đô ở vòng Seed Round với sự tham gia của Morningstar Ventures, GSR, Shima Capital, Toron, The Rainbow Capital và Valhalla Capital. 530.000 đô ở vòng Private Sale thông qua các nền tảng Dex Checkpad, OX Boom hay là BullPex. 1,26 triệu đô ở vòng IDO và IEO thông qua các nền tảng trên GBT, Seedify, Bybit Launchpad, Ketch.io Startup. Ngoài ra, dự án được Alpha Crypto Capital rót vốn ở vòng Series A, nhưng số tiền đầu tư không được công bố. Về token Key Matrix, các bạn có thể dừng hình lại để theo dõi những thông tin ở dưới đây. Và về tỷ lệ phân bổ và lịch vesting token GMRX cụ thể như sau: dành cho team 15%, khóa trong vòng 1 năm kể từ TGE, sau đó unlock tuyến tính theo ngày trong vòng 5 năm. Private Sale 13%, unlock 10% tại TGE, sau đó unlock tuyến tính trong vòng 12 tháng. Advisor 6%, lock 3 tháng sau TGE, unlock tuyến tính 18 tháng. Liquidity Pool 5%, unlock 100% tại TGE. Public Sale 4%, unlock 100% tại TGE. IDO và SEC 1,5%, cũng tương tự như Liquidity Pool và Public Sale. Airdrop 1%, unlock 50% tại TGE, sau đó unlock tuyến tính 12 tháng. Và cuối cùng, Ecosystem 54,5%, không được công bố. Nhìn chung, tokenomics của Gaimin khá ổn về phương diện đầu tư ngắn hạn và trung hạn. Nhóm được unlock nhiều nhất tại TGE chỉ chiếm 11,5% từ Liquidity Pool, Public Sale và Airdrop, trong khi các quỹ đầu tư và team dự án chỉ nhận được hết token sau 1 đến 5 năm tính từ TGE. Tiếp theo về token USK của dự án bao gồm: thứ nhất, trả phí để sử dụng các tính năng nâng cao trên nền tảng Web3 Gaming của Gaimin. Thứ hai, sử dụng trong tất cả các giao dịch nội bộ của hệ sinh thái Gaimin. Thứ ba, phần thưởng cho những người dùng tham gia đóng góp sức mạnh tính toán trên Gaimin Cloud. Và thứ tư, phần thưởng giới thiệu người dùng mới. Hiện tại, Gaimin đang được listing trên 28 sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau, bao gồm cả DEX và SEC. Một số sàn giao dịch tập trung phổ biến nhất bao gồm Gate, KuCoin, Bybit, Bitget. Không chỉ là dự án cung cấp cơ sở hạ tầng GameFi thông thường, Gaimin còn mang đến một giải pháp DePIN tối ưu và vô cùng cần thiết. Đối với người dùng trên Gaimin, họ vừa chơi game vừa có thể kiếm tiền thụ động. Trong khi đó, với bộ công cụ độc quyền từ Gaimin, các gaming developer dễ dàng xây dựng và phát triển dự án GameFi cách tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức. Nhờ ứng dụng công nghệ blockchain và sự hỗ trợ của AI, Gaimin hứa hẹn sẽ trở thành nền tảng hàng đầu với Web3 Gaming và dịch vụ Cloud Computing phi tập trung. Bạn có đánh giá như thế nào về Gaimin? Liệu đây có phải là dự án GameFi đáng chú ý khi có sự kết hợp của các yếu tố như DePIN và AI hay không? Hãy để lại ý kiến đánh giá để thảo luận cùng cộng đồng Chơi Coin VN nhé! Và lưu ý, nội dung bên trên không phải là lời khuyên đầu tư. Anh em chỉ nên tham khảo và tự mình tìm hiểu kỹ trước khi quyết định xuống tiền. Và hãy là nhà đầu tư có trách nhiệm với tài sản của mình. Chúc các bạn đầu tư thành công. Và đừng quên để lại một like, subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của Chơi Coin VN nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.